bên đây là làm một mặt hai bộ mặt hướng nam bắc nữa trên ba giọt sky nha. Đây là món buffet nha các bạn, món tự chọn ăn buffet thỏa thích. Này là gì đây? Xoài, cơm xào. Rồi tiếp theo đây là món thịt bò nghêu. Này mình không biết cái gì đó. Như heo gì vậy? Đó các thiên thần. Ở đây thì có kinh khí cầu. Còn ở đây có đôi cánh thiên thần nha các bạn. Rất nhiều điểm sống ảo. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình đã đi đến tòa nhà 86 tầng ba cọc cây quê Nhật Bản. Thì trên đường đi mình có đi ngang qua những cái shop này các bạn, đó shop bán quần áo đồ quê Nhật Bản quay cho các bạn xem nha. Đây là đường phố Mong Cốc mà người ta bán rất là nhiều đồ. Đây ba cọc cây này.
Đây là tầng 77, mình xuống tầng 75 là buffet. Sky nha. Đây là món buffet nha các bạn, món tự chọn, ăn buffet thỏa thích gì ăn đó. Đây là cái quầy đây. Xin khu quay tay chư khu họ hiểu nhau là không có mang thức ăn vô trong đây. Tôm là gì đây? Xoài, cơm xào, đây là gì đây? Bánh bao, đây là hát cảo xíu mại, mì, thấy không gà mình thấy món này dữ nha, nuôi, rất là nhiều đồ ăn luôn. Quá trời đồ ăn luôn. Lẩu nè, cái này lẩu luôn nè. Cái gì đây? Mì. Món sushi. Món nào cũng ngon hết. Đông luôn. Ăn có một hồ không khí rất lãng mạn. Đây, trước tiên mình lấy hai món này trước nha các bạn. Món này dễ ăn nè. Lấy xong rồi mình đi qua bên kia.
kiếm một cái bàn nó ngồi ngồi. Đây thì khách rất là nhiều. Đây có cái cầu này. Rồi tiếp theo đây là món thịt bò nghêu, này mình không biết cái gì nữa. Có nhiều heo gì đi đi dạo đi cái con này chắc đi không nhiều chút xíu ăn cơm chiên thêm miếng bột bún cơm chiên cũng được. Con nghe chút ép mình cay mình thấy như gà bỏ đủ đủ. Ừ, trời ơi. Đây món mới chim đúng không? Nó ngon hả? Ngon mềm mắm rồi. Thank you.
xúc yến. Lúc ra mình mua mì, bỏ ra một phần bài có gì mình ngồi mình chờ mình ăn. Không có chiều quá. Gì vậy? Có điện thoại hay quá ha. Có điện thoại để nhà đâu được đúng không? Nhà đâu được chơi. Đi học chưa? Cô giáo hả? Gì? Chị bị giáo hai. Cái đó mỗi lần mình nói đi đâu là họ uống cô giáo. Có nghĩa là đi là nó biết à, nó biết là mình đòi gì cũng được, ở nhà nó cũng được. Đi tới là cô ca. Mình sẽ đi lấy món khác nữa. Bức về kèm nè các bạn. Chà Thái đây nó làm vậy ha. Ở giữa là cục cưng có cây dừa phải không? Dừa đó. Cái này nó cho mình đá. Món 23. Kem là cái kem, anh xài luôn cho chị Trang uống chạc hết rồi. Hết hết. Combo này các bạn. Ốc là, tôm là, mực là. Cái này là gì không biết. Tiếp tục nha. Sao nó để cho nó dẹp đĩa. Để rồi mở trong cái dĩa luôn. Để đi lấy đi. Hỏi bắt mẹ. Ừ, gai gì vậy? Một gai. Ừ. Một gai. Rồi đi, trời ngon lắm. Dạ. Cái gọt qua đây nè. Chị ăn rồi hả? Chị ăn rồi, em ăn đi. Hãy nhân dạ rồi, cút dành một ca. Con nó dài quá. Có kem bên này nè. Có kem bên góc. Người mới nóng nóng lên da luôn, mới bưng ra một đụng. Nhìn về mộm thôi. Vì nó đơn nó không có hại sức khỏe á. Nhưng mà chiên xào nấu. Đây là xôi xoài nha các bạn. Đặc sản của mặt rất là ngon nha. Rất là ngon. Ăn thử nha. Ờ, ngon lắm. Hôm bữa ăn đúng không? Ngon hơn bữa nó cho mình á. Ngon. Ngon nha. Lấy dĩa nó cho nó ăn. Trời ơi. Nếm thử đi, lấy có vị thôi. Để nó có khác nữa. Để nó có nhiều vị. Chịu làm nồi đục biết. Chén á. Tập chuyện nha các bạn. Nuôi. Gà hủ tiếu xào. Cái máy thì nữa như cho khí với cái lượng chén dĩa nè. Cho người máy ơi, tay gửi rồi nấu. Tay chứ. Nhà hàng rồi lớn là mấy cái quán bò cho phòng dưới máy mấy số lượng đông dưới máy vậy nhưng mà hầu như là các bạn nó cho vô là mũ đó các bạn cái mũ cái gì máy nè có nghĩa là gì nó sắp rồi cái máy nó sập rồi bắt đầu nó sập xà bông vô xong rồi nó sập cái đầu nó rồi bắt đầu sập tới cái nước nó xoáy thì đồ vậy đó bánh nào thì nó sắp sắp vô vậy nè cái nào có cửa nào sắp thì cái máy nào mà chứa được cái lỗ chén này và dĩa này mà kêu máy đồ đủ rồi còn trộn rồi trộn xuống cái con này trộn lên cái này bị mày trộn gì trộn mày giật luôn trộn mẹ nhà hàng nó kiểm định đó ở nhà hàng nha nó tới nó xịt cái chất là vô cái dĩa nè mà cái dĩa em trắng thì thôi mà cái dĩa mà có một trận này nó phải chết luôn.
cái chuyện đó là khách sạn đó, cái ông thử dành rau vô á, mèo cho nó kiểm tra chén dĩa đó, kiểm tra xong là ổng lẫn dẹp luôn. Ăn toàn thực phẩm á, nó xịt bất cứ cái chất gì vô trong một cái dạng chén của em mà chỉ cần một cái em bị là ăn cũng bị. Dẹp không làm luôn, ăn toàn thực phẩm. Ngon rồi các bạn. Nước trà. Trong nó không nghĩ rồi chứ, nó như là đi với bạn tranh tiếp nha. Đây có những cái đồ chơi cho em bé nè các bạn, có thể chụp hình, cái này không cử động được nha, chỉ là mô hình để cho các bé chụp hình thôi. Còn đây sẽ là một cái tiểu cảnh nè, tiểu cảnh bối cảnh của hồi xưa thập niên 60. Đây có bằng máy may nè, bằng máy may, quầy thuốc lá, quầy thuốc lá, trên đây có dầu, điện thoại. Đây tiểu cảnh nha các bạn, cái này tiểu cảnh đấy cho mình chụp hình đấy. Đây mình sẽ quay từng chi tiết cho các bạn cùng xem nha. Đây là các vị vua nè, người Thái họ rất tôn sùng vua của mình nha các bạn. Đó, có máy hát nè các bạn, máy hát cổ nè. Đây gia đình của vua đó. Còn cái này là bức ảnh Võ Tòng đánh hổ nha, Võ Tòng đã hổ, đánh hổ giết hổ gì cũng là con hổ nha các bạn. Còn đây là tivi nè, đó tivi thời xưa, có cái tay cầm luôn, có cái tay cầm đây nè. Damn! Có cái đồ dặn volume lớn nhỏ. Còn cái này là máy đánh chữ, điện thoại cổ nè, bình nước, nước sôi, muỗng đũa chén gì cũng còn nè các bạn, thật là kỳ công luôn. Rồi mình sẽ đi qua hướng này, đây là có một anh chụp hình đây. Người nào đây, người nào đang trốn dưới đây đây? À không, người giả. Ôi bây giờ đèo tiền. Anh này hơi bị ghê nha các bạn. Đây đó, anh hơi bị ghê nha, anh không có tay nha. What? Đó, hai cái tay anh không có luôn mà anh chụp vậy nè. Đó, đưa cái đít lên nè, đó. Đưa cái đít nè, ghê không? Đó, mà quần áo đẹp ghê không? Mà mặt thấy ghê luôn. Đó, please do not touch.
chụp, mà hồi xưa máy chụp của người ta là có đồ quay nha các bạn. Ở đây là có bóng bóng nè, giờ đây là tháp, tháp mô hình nè, bao giọt sky. Đây tháp mô hình bao giọt cây, mô phỏng bao giọt cây đấy nha các bạn. Mình đang ở
nữa nha các bạn. Bên đây là hàng một mặt sạc bộ mặt hướng cho bác nữa. Bên phía bên này thì có ít, có vẻ là không nhiều bằng bên phía bên kia. Có lẽ bên kia là hướng trung tâm của thành phố Bangkok. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới tầng trệt để mình xuống dưới đất để mình đi ra tham quan chợ sỉ xem có gì không nha các bạn. Đây, sắp hàng rất là dài đây.